Nếu mới giữa năm mà muốn xem gặp nhau cuối năm thì chúng ta phải xem gì? Ta xem gặp nhau giữa năm. Tất nhiên, Guardian of the Gala cười, Rạp Xiếc Giải Ngân Hà phần thứ 3 đã chính thức ra mắt, đánh dấu bộ phim thứ 32 của vũ trụ điện ảnh Marvel và cũng là bộ phim thứ 2 của Phase 5 vũ trụ này. Sau hàng loạt những bộ phim rất không vừa lòng khán giả đại chúng, về cả phần nghe lẫn phần nhìn lẫn những thông tin bên ngoài màn ảnh, Marvel đã và đang chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên là hậu Endgame của mình. Ác mộng mà tôi nói ở đây là ác cảm của người xem nhé, chứ không phải là doanh thu đâu. Marvel vẫn giàu lắm, nhưng mà chẳng lẽ họ chỉ muốn giàu thôi á? Vừa giàu vừa hay thì sao? Đó là lúc mà Vệ Binh Giải Ngân Hà phần 3 xuất hiện. Một bộ phim cảm xúc, một bộ phim ý nghĩa, hay hơn Endgame, giải cứu Marvel, top 3 những phim Marvel hay nhất từ trước đến nay, đó là những mỹ từ đến từ khán giả để dành cho phần thứ 3 của Vệ Binh Giải Ngân Hà. Vậy tất cả những lời có cánh đó có thật sự chính xác hay không? Liệu rằng đây là một động thái tích cực của phim Marvel hay chỉ là một ngọn lửa lập lòe trong đêm đen? Tất cả sẽ có trong phần review sau đây. Khẳng định luôn, theo ý kiến cá nhân của tôi, cho đến lúc mà tôi thu âm cái video này, tôi vẫn chưa hề thấy phim có một cái điểm gì quá lớn để mà chê cả, ít nhất là trong phân khúc phim siêu anh hùng. Còn nếu mà vạch lá tìm sâu hoặc là đặt trên bàn cân cùng với những phim mang nặng tính hàn lâm triết lý, phim đi dự giải thì tôi nghĩ là không cần thiết ý, và cũng không nên luôn. Vì đơn giản là khi mình làm thế, mình đang đặt nặng một vấn đề mà chính bản thân mình cũng không mong đợi quá nhiều. Ý tôi là, bạn đã thấy đấy, sau quá nhiều bộ phim từ Phase 4 trở đi gây thất vọng thì Vệ Binh Giải Ngân Hà 3 không hẳn là đã được khán giả mong chờ một cách nồng nhiệt. Người ta đã nghĩ rằng là nó chỉ cần được như hai phần trước thôi, đạt được mức từ khá trở lên là thành công lắm rồi. Nhưng mà ngoài sự mong đợi thì phần 3 này thực sự khá là hay, kể cả nếu có đem so sánh với toàn bộ những phim Marvel từng sản xuất hay là dòng phim siêu anh hùng nói chung. James Gunn đã mang lại một câu chuyện lôi cuốn này, thu hút người xem này, và tôi thực sự là không thể rời mắt một cái giây phút nào cả. Nhiều thông điệp ý nghĩa được truyền tải mạch lạc xuyên suốt bộ phim, yếu tố hành động có này, kinh dị có này, hài hước có này, đủ tấm đủ món, thứ gì cũng được trau chuốt một cách tỉ mỉ, nó không tạo cảm giác khó chịu cho khán giả. Âm nhạc đỉnh cao, cảnh quay xuất sắc. Nhìn chung, đây là một bộ phim siêu anh hùng quá hoàn hảo để mà giải trí, cũng như là khiến chúng ta phải suy ngẫm, chứ không phải cười toẹt phát xong rồi thôi. Cụ thể thế nào, tôi sẽ nói ngay sau đây. Trước hết là về phần cốt truyện. Như chúng ta đã biết thì phản diện lần này của phim là High Evolutionary, một kẻ bị ám ảnh bởi việc phải khiến cho các sinh vật trở nên hoàn hảo, và hắn cũng chính là kẻ liên quan trực tiếp đến phần xương sống của bộ phim, câu chuyện quá khứ của gấu mèo Rocket. Bên cạnh đó là những chuyện bên lề khác như là sự trở lại của Gamora, hành trình tìm cách hàn gắn tình cảm của Star-Lord với cô bạn gái từ vũ trụ khác, và hơn hết là việc các thành viên trong nhóm vệ binh vẫn từng ngày thấu cảm và trân trọng nhau hơn. Tất cả một đống đó được đạo diễn James Gunn sắp xếp hợp lý, kết hợp đan xen chặt chẽ giữa từng giai đoạn và từng tình tiết của bộ phim. Ừ thì đấy là một điều tất yếu của một bộ phim điện ảnh thông thường ấy. Thế nhưng mà những bộ phim Marvel gần đây lại hoàn toàn thiếu đi cái điều tất yếu này. Và may quá, Vệ Binh Giải Ngân Hà đã làm được. Đó cũng chính là cái điểm mạnh đầu tiên mà tôi muốn nói về bộ phim. Phải nói là đạo diễn James Gunn thực sự rất là có duyên, làm những bộ phim có số lượng nhân vật lớn. Điểm qua trước đấy ta thấy được một cái Suicide Squad này, James Gunn đã rất là thông minh khi mà xử lý một số lượng lớn nhân vật mà không khiến ai phải mờ nhạt, họ chỉ chết luôn. Nhưng mà là chết không mờ nhạt. Thì đến Vệ Binh Giải Ngân Hà cũng thế, với một số lượng nhân vật ít hơn thì rõ ràng là James Gunn có thể làm tốt hơn, và đúng là ông làm tốt thật. Toàn bộ nhân vật trong phim không chỉ có spotlight mà còn được phát triển nhiều hơn thế, kể cả những nhân vật phụ của phụ như là Kraglin hay chú chó Cosmo cũng được chăm chút nhiều ở mảng tính cách. Và dĩ nhiên là những nhân vật chính của chúng ta cũng sẽ được làm điều tương tự. Một Rocket từ một quá khứ nhiều đau thương về cả mặt thể xác lẫn tinh thần đã trở thành một người bạn, một người thủ lĩnh tinh thần vững chãi không thể thiếu trong đội nhóm. Star-Lord trăng hoa ích kỷ, chỉ thích hành động cá nhân một mình, thì bây giờ trở thành một người đàn ông trung thủy và quan tâm đến đồng đội không quản tính mạng. Gamora không hề quen biết đội vệ binh nhưng mà rất trân trọng những cảm xúc khi ở bên nhóm. Nebula từ một người máy giết người máu lạnh trở thành một người máy giết người máu lạnh nhưng mà vì đồng đội. Drax thì không chỉ là một tên béo ở đây để gây hài và thể hiện cái sự ngốc nghếch, mà anh làm được nhiều hơn như thế khi mà trở thành một cái phiên bản tàng hình hơn của chính mình. Mantis, một người có khả năng thao túng cảm xúc của người khác nhưng lại không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân khi mà đồng đội của mình bị xúc phạm. Ngay cả Groot cũng có một bước dài trong sự phát triển tính cách, chỉ thông qua những cái hành động tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà rất là dễ chạm đến cảm xúc của người xem. Tương tự như vậy với cả Kraglin, khi mà anh vẫn luôn muốn trở thành một người kế thừa xứng đáng của Yondu. Và chú chó Cosmo chỉ đơn giản là muốn trở thành một người có ích, một chú chó có ích trong đội hình. Tất cả quá trình phát triển tính cách đó đều được James Gunn sắp xếp rất là chỉn chu, trao đất diễn cho nhân vật hợp lý, và họ đều đã thể hiện được rất tốt. Diễn xuất các diễn viên để ở mức ổn trở lên. Các nhân vật mà tôi thấy thể hiện cảm xúc nhiều nhất ở đây có lẽ là Star-Lord và Mantis. Những nhân vật còn lại thì ít diễn hơn một tí, nhưng mà nói chung thì vẫn toát được cái tính cách nhân vật rõ nét. Và đương nhiên tôi sẽ không thể nào mà không kể đến một cái hài mới nổi mang tên là Adam Warlock. Will Poulter đóng một vai trông rõ ngầu, nhưng mà cái mặt bố này kiểu hài vãi chưởng, để bình thường thôi nó cũng hài ấy.
Tôi nghĩ là James Gunn hay lên mạng xem meme nên có lẽ là đã sửa lại một chút nhân vật Warlock sao cho phù hợp với khuôn mặt của Will, từ đó có một hướng phát triển cho nhân vật này, vừa dễ dàng cho diễn viên, lại vừa tạo được thiện cảm với người xem, và đặc biệt là diễn xuất của Chukwudi Iwoji trong vai High Evolutionary. Tôi phải nói là ông chú này diễn điên vãi trưởng luôn. Phản diện của phần này là một nhà khoa học có khát vọng tạo nên một giống loài hoàn hảo, và chính hắn ta cũng đã tự tay tạo ra rất là nhiều giống loài khác nhau trong vũ trụ. Có thể nói rằng là với những cái nền văn minh mà hắn tạo ra thì hắn được coi là một vị chúa, nhưng mà đừng quên, hắn cũng chỉ là một nhà khoa học, một tên nerd đúng nghĩa. Thế nên là tôi nghĩ nhân vật này không thể nào mà hoàn hảo chính bản thân mình, chứ đừng nói là tạo ra sinh vật hoàn hảo. Sẽ có nhiều khán giả nghĩ là phản diện này được giới thiệu hoành tráng như vậy, rồi nguy hiểm như vậy, nhưng mà càng đến cuối lại càng để lộ ra quá nhiều điểm yếu và bị nerf thảm hại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, đấy, ông ấy chỉ là một nhà khoa học, ông ấy rất là giỏi trong việc tư duy suy nghĩ thông minh, chứ còn cái việc đánh nhau thì ông ấy biết cái mẹ gì. Hoặc có thể rằng là do cái thứ mà hắn muốn đang ở ngay trước mắt hắn rồi, và hắn không thể chờ lâu hơn được nữa để mà có được cái điều đấy, và vô tình làm hỏng kế hoạch ban đầu của mình. Nhưng mà chung quy lại thì dù cảm xúc đó có là gì thì diễn viên đã thực hiện điều đó quá tốt, một lần nữa cho thấy được khả năng cast diễn viên của James Gunn chuẩn xác đến thế nào. Điểm mạnh thứ hai có lẽ là ở các cảnh hành động. Dạo gần đây thì Marvel có vẻ chuộng các cuộc chiến mang tính quy mô lớn, ví dụ như là người kiến trong Quantumania cũng là một trận chiến lớn giữa các phe với nhau, thì đến vệ binh giải ngân hà này cũng thế, thậm chí là kỹ xảo còn được làm tốt hơn. Và vấn đề đáng nói ở đây là trận chiến được xảy ra ngoài vũ trụ nên là cảm giác trải nghiệm nghe nhìn rất là đã. Về mặt cá nhân thì các nhân vật cũng có nhiều cảnh chiến đấu mãn nhãn. Mọi người đều biết rằng là ngoài Groot ra thì đội vệ binh chả có một ai là có khả năng gì gọi là quá siêu nhiên cả, và cũng không quá đặc sắc để mà phục vụ cho cảnh chiến đấu. Nhưng mà chính nhờ vào cái điều đó, đạo diễn đã tạo nên những cảnh hành động dài hơn và những nhân vật bắt đầu phối hợp combo với nhau, để cho thấy rằng là khi mà riêng lẻ thì họ có vẻ hơi yếu đấy, nhưng mà khi họ là một đội và họ kết hợp với nhau thì họ ngầu vãi trưởng. Và những cái cảnh đấy thực sự nó tạo cho tôi cảm giác dồn dập và kịch tính, chưa kể là cái sự sáng tạo cũng được đẩy lên cao. Mấy cái cảnh mà Nebula bẻ tay bẻ chân rồi trở lại chiến đấu, xong mấy kỹ năng của Groot ấy, ui xem thích cực kỳ. Dạp mà vắng một tí tôi ra trong dạp luôn, hứa. Điểm mạnh thứ ba phải nói đến đó chính là yếu tố kinh dị được James Gunn sử dụng. Thật sự thì cũng có khá là nhiều cảnh có thể gây ám ảnh cho người xem, mặc dù là phim đã gắn mác PG-13 rồi. Dạo gần đây có vẻ là Marvel đang muốn phim của mình có thiên hướng trưởng thành hơn, tiêu biểu là trong Doctor Strange phần 2. Và điều đó có vẻ là thực sự có tác dụng với khán giả đại chúng. Bên cạnh đó thì các tình tiết cảm động này, các đoạn trầm này sâu lắng để thể hiện cảm xúc cũng được khai thác tốt hơn, triệt để hơn và dành nhiều thời lượng hơn để đưa đến khán giả. Thì yếu tố hài hước thì dĩ nhiên là phải có rồi. Nó gần như là một cái signature, một cái đặc trưng của đội vệ binh giải ngân hà. Vẫn là một cái Star-Lord nhiều chuyện, một Rocket cọc cằn và cặp đôi Drax Mantis ngây ngô. Nhưng mà các cái joke đến một cách tự nhiên và duyên dáng nên là không gây nhàm chán cho người xem. Nói ngắn gọn là không như Thor 4. Điểm mạnh cuối cùng phải kể đến là âm thanh. Nhạc phim của vệ binh giải ngân hà thì không phải nói rồi. Qua phần 1, phần 2 và nhìn cả tên phim, mình cũng đã cảm giác rằng đây là một bộ phim tràn ngập âm nhạc. Và thực sự là cái khoản nghe của phim không cách nào mà chê được. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà nâng tiêu chuẩn lên một chút, thực ra thì nhiều chút, thì vẫn sẽ có những điểm để mà chê thôi. Chẳng hạn như là phản diện nói nhiều vãi trưởng. Và khả năng cao là combat cuối không thể vừa lòng các fan comic, vì rõ ràng là trong comic, High Evolutionary không chỉ dừng lại là một nhà sinh vật học, mà hắn còn có thể chế giáp, chế vũ khí các thứ, đánh nhau ngang ngửa với các thực thể vũ trụ. Nên là cú nerf thảm này sẽ khiến những người này bức xúc. Theo tôi thấy thì nerf như thế là hợp lý, kiểu đội vệ binh cũng chả phải là imba gì, cho nên là cho họ một phản diện được thu lại vừa tầm với họ thì sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề hơn, và nó vẫn không bị quá lố như là kiểu căng với lại người kiến. Nói chung là phim hay, không phải thần thánh hóa gì nhưng mà xứng đáng để mà ra rạp trải nghiệm. Nó sẽ làm hài lòng được đa số khán giả, phần thông điệp được truyền tải khá là tích cực, mỗi nhân vật đem lại cho chúng ta một cái bài học riêng, một cái trải nghiệm riêng, một cái cảm nhận riêng, và tổng quan lại vấn đề lớn nhất cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm. Nhưng cái điều đáng quan tâm là liệu sau này phim Marvel có còn được như thế này nữa hay không. Điều này phải để là bộ phim tiếp theo The Marvels kiểm chứng. Vì thực ra là bộ 3 phim vệ binh giải ngân hà đều do một mình James Gunn đứng ra làm từ A đến Z, và ông đặt rất là nhiều tâm huyết vào trong tác phẩm của mình. Còn bây giờ thì ông đã sang làm chủ tịch của DC Studio rồi. Chắc là những phim tiếp theo của Marvel sẽ khó mà được như thế. Và nếu có hay thì cũng là hay kiểu khác, không thể nào mà hay theo cách đặc trưng của vệ binh giải ngân hà được nữa. Tôi thì tôi không quá kỳ vọng phim Marvel nhiều. Xem trailer The Marvels thấy có hơi... Bây giờ hơi. Tôi chấm điểm vệ binh giải ngân hà phần 3. Chúp chúp.